rất xa xôi, rất là xa xôi đến đây vượt 800 km hơn đường chứ. Hơn chứ đúng không chị? 2000. 2000. Cái dưa này là bọn em là thực hiện là chính sách 30. Không phun thuốc sâu, không phun thuốc chuột. Ôi. Khéo khéo rưới bạc nhá. Ui giời. Cái này mà xào thì đúng là ăn quả lấy quả này đây. Nhặt lách. À đúng rồi, tôi đem cái súng về tôi trồng đấy. Bữa anh bê lung tung về nhưng bây giờ chả với cái gì. Cái gì? Dê với cừu ở đây là cũng có menu chứ. Sáng ăn cỏ cứ cho diễn viên đây là được. Mấy con mấy con về ấy nhỉ? Béo nhà em nhỉ? Ok, hello chào các bạn nhá. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Hello chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Colin Vlog của Châu Phi nhá. Hiện tại là anh em mình đang ở Colin Farm và cũng như là có anh Tiến dẫn có hai chỉ với là một anh Tuấn bây giờ hai rất chỉ. Xa xôi. Rất là xa xôi đến đây vượt 800 km hơn đường chứ? Hơn chứ đúng không chị? 2000. 2000. 2000 ạ. Giáp biên giới mà. Giáp biên giới Namibia gì? Namibia. Ui giời. 2000 cây luôn. Sát biên giới Namibia là đến hôm nay là đến về Humbu chơi và cũng có gọi là các chị vừa bảo là ao ước à. Ao ước được đến chỗ Quang Linh chơi một lần thì hôm nay là mình dẫn đến để thăm trang trại của Tên Châu Phi. Tên Châu Phi. Đấy, Quang Linh. Tí nữa thì xe vào trong chỗ Đông Văn Lù sau nhá. Đấy thì vâng. Vâng. Đến đây được các em thăm trang trại này. Dạ. Rất là vui. Vâng, vâng. Vui lắm ấy. Ngưỡng mộ phải nói. Ở đây trang trại này, này cũng làm được gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Cái quá cái nhìn cái chuối. Cái rồi. Được cái ở đây là làm kiểu là có thu hoạch gì thì mình lại đi phân phát cho dân để làm giống. Cái tập kết giống. Khi mà các chị đến đây thì các chị sẽ cảm giác là sẽ như ở Việt Nam. Đúng như ở Việt Nam. Một ngày nào đấy tem của các chú là đến vùng sâu của các chị. Ồ. À thế là chỉ là ở gần Namibia ở biên giới. Là từ đây đi xuống Mơ Nông là 400 mấy cây. Rồi sau đi vào trong của chỉ là một ngày à, mất một ngày. Một ngày. Ui giời, mấy cây nữa? Khoảng 12 tiếng. Là 1000 cây. Nếu như mà kinh nhỉ? Công linh này mà về được chỗ các chị thì chắc là dân họ mừng lắm. Thế thì hẹn mà chỉ một ngày sớm nhất có thể đấy. Đi chơi anh em, mình em đi chơi. Đi chơi và cũng như là trải nghiệm ở trong cái khu vực đấy luôn. Đây các cái khu chuồng trại là như ở Việt Nam luôn rồi chị. Chăn nuôi thì tí nữa cái dê với là bò về thì mình ra đang sau. Đang dê bò bọn em đang cho đi chơi chị ạ. Đi xả stress. Dê bò bọn em bị stress nhiều lắm. Vịt mà cứ thấy Linh đến là con nào stress mà. À tí sợ thịt hay, chỉ ít bầu với bí. Bầu bí nhiều lắm. Dàn luôn. Hôm nay nó chọn ai đây? Không biết nó chọn thằng nào đây. Linh đến một cái là vịt bảo nhau là không biết là hôm nay nó đến nó chọn ai đây. Mấy thằng bảo nhau à. À đây là hành. Hành với là dưa chuột. Đầu này dưa chuột. Dưa chuột. Mình sẽ đi từ đây rồi quanh về đó rồi ra ngoài kia rồi là vòng về chuồng bò chuồng dê. Vâng. Nó phải rơi tầm 2 tiếng đấy. Khả năng cũng 10 tấn đấy. Chúng ta là sẽ nghỉ chân ở chỗ chuồng bò chuồng dê. Chị đã đi rừng quen rồi nên là. Vâng. Ở đây thì trồng lặt vặt thôi, trồng lặt vặt thôi, không trồng số lượng. Cây của Việt Nam. Đây dưa chuột đây này. Ui giời, dưa chuột hôm qua mới hái mà bây giờ lại lên đấy này. Ôi, cái chai này dưa ngon, dưa sạch luôn. Dưa organic đi chị ạ. Organic. Dưa organic à? Dưa organic mà. Hôm qua đã dần thực sáng rồi. Dưa sạch đấy. Anh sạch luôn, ngon. Ăn luôn. Yeah. Cái này là cứ bỏ vào mồm là ấy thôi. Chị ăn nghiến thôi. Phần này ấy, dưa bao tử đấy. Dưa ngon, dưa này ngon này. Dưa này à, dưa organic chị ơi, đây. Organic. Mới phun thuốc sâu hôm qua. Ủa. Ôi thích nhỉ. Bạn được. Ngon lắm. Giới thiệu ạ. Cái vị dưa nó đúng vị dưa của ngày xưa ấy. Cái dưa này là bọn em là thực hiện là chính sách 30. Không phun thuốc sâu, không phun thuốc chuột. Không phun thuốc gì nữa nhỉ? Không kích thích. Không phun thuốc kích thích. Đấy. Ngon quá. 30. Đây là bạn Thế. Bạn Thế là bây giờ đang là người bên trang chăn nuôi. Chăn nuôi trông coi trang trại. Phụ trách bên chăn nuôi, trợ lý Thế.
Còn anh Hậu thì bên nông nghiệp. Nông nghiệp. Anh Hậu đi đâu rồi nhỉ? Hai có hai hai anh người Việt Nam là đang phụ trách ở đây. Giọng này không tìm nhiều chứ không tìm được đồng đội đâu. Đúng rồi. Ở đây khoảng 40. Đến vụ mùa thì nhiều hơn. Có đâu là vẫn đi. Đi ơi ơi. Nhanh lên. Ta phải di chuyển. Di chuyển nhanh không không kịp, không kịp. Đông nóng ruột rồi. Tỏi nhà. Tỏi. Tỏi. Nhà xịn này. Nhà đấy. Toàn đồ sạch thôi. Việt Nam đấy, tỏi Việt Nam. Ở Việt Nam đấy. Sáng với cả ghém này, ghém ghém tím rồi thì nhiều quá. Cái này là rong muống này. Ừ. Rong muống. Đây là rong muống organic. Organic. Vâng. Cái này là rong muống khô. Không tí em gom cho ít chuột về là rau rồi là ớt cay. Để đôi nhá anh ơi, con một nửa. Rau này ăn đúng vị rau hồi xưa của mình này. Vâng. Không có một tí gì chất này. Vâng. Sướng chưa các chú này? Chứ cái này có hóa chất gì đâu. Ừ. Mình nhà trồng mà. Mình hái mất ít này. Ba không mà chị. Okay. À, anh cho mấy người hái cho ít rau muống này, dưa chuột này, rồi là ớt cay. Rồi, okay. Rồi là bí bầu nữa. Anh cho hái luôn đi tí nữa, xách luôn. Làm quà cho chị về nhà. Cứ vào đây là kiểu là không cần mua gì cả. Chỉ cần xách về thôi. Không mua. Ớt cay nhiều, ớt cay nhiều lắm. Thế này là ngô nếp chị này. Đối minh của quý dân. Đây, ngô nếp hết. Chạy từ đây xuống đến suối kia là ngô. Ăn ngô luôn này. Vâng, ngô khoai, sắn, ngô khoai. Biết bao nhiêu hecta mà không đo được. Đây dân là tự làm hết mà. Muốn tao bơm đi á. Buôn đi. Biết kiểu làm ở đây cũng quen đấy mà anh Thế với gì cũng bày ấy. Cà chua. Cà chua. Việt Nam phải là cà chua. Angola tomate. Việt Nam cha mà cà chua. Cà chua. Muối từ bình. Muối từ cùi à? Cùi à. Đấy, từ lên luống rồi từ làm hết. Từ làm cái này đấy. Từ làm hết. Muối nếp đẹp. Muối nếp đấy. Việt Nam ta bông. Dạ ta bông. Muối từ bông nhá. Dạ muối từ bông. Dạ. Được cái quanh khu vực này dân là yêu mến Việt Nam lắm. Người Việt đến là người, vui mừng. Thì chị bảo mà. Vâng. Về Việt Nam mọi người cứ hỏi là đã được đến gặp chưa, đã như thế nào chưa thì bảo chưa được. Đây là khu trồng thanh long. Thế hôm nay được rồi đấy. Vâng. Hôm nay em ạ. Được rồi. Lôi ơi. Cái thanh long này là quả ở bên này là rất là đắt. Đấy. Dự kiến cái khu vườn này vài năm nữa là sẽ cho chúng ta thu nhập khoảng tầm vài tỷ đồng một năm. Vài tỷ đồng một năm. Vài tỷ đồng tầm đó thôi. Thanh long mà. Nó tầm đó thôi. Ở Việt Nam cũng đắt. Vâng. Bao nhiêu gốc chú nhỉ? Ui, 200 mấy gốc. Cái này mới mới trồng thôi. Nó mới leo được một ít thôi. Vài năm nữa. Đẹp lắm, vài năm nữa lên nó chùm như này này. Lên đẹp. Nó tỏa như này này. Đấy. Để nói thế hái ít ấy. Không mình ra. Không mình vòng ra đây mình hái được. Mình vòng lại mình hái. Chỉ thích quả nào chỉ một cái là nó rớt luôn. Chỉ cần chỉ thôi. Ê Thế ơi, lấy em cái rổ này đây. Dưa hái trong vườn ăn thì còn gì bằng nữa. Này leo hết anh Đông này. Leo hết đi. Leo cao. Chuông. Cái kẻng nghỉ theo ạ. Mọi người đừng nghỉ chân trưa đi. Bạn ấy đánh nhầm giờ đấy. Đánh đúng giờ đi. Nghỉ kẻng nghỉ ăn trưa. À mà bây giờ 11 rưỡi rồi gì đó. Chưa đến giờ. 11 rưỡi rồi. Họ chưa nấu ăn. À. Thôi không gõ nữa nhá, không gõ nhá. Gõ đi nghỉ ấy. Thôi bây giờ là chỉ là thích quả nào thì chỉ cái là nó rơi thôi. Ừ. Lôi. Đây ổi Việt Nam ấy chị này. À ổi gì nhỉ? Quên rồi. Ổi ghép.
ôi ghép mắt mà quả to như này này, nó xoay quả to như này này, cây nó bé thôi. Rượt hồng, rượt trắng. Không, rượt trắng. Cùi dày đấy, ổi cùi dày, chắc ổi như này. Ở đây sang năm nó mới là có quả rồi. Đúng rồi. Cái này sang luôn là sang năm. Sang năm tháng. Rồi bây giờ hái nhỉ? Chuối này, bầu này, bí này. Rồi. Cái mấy quả nó non thôi nhỉ? Nó non ăn. Ra mấy quả nó non thôi. Mình cái đám nó muống như là. Hương vị nó quá chất luôn đấy. Đây, đây quả nào? Đâu rồi anh Hầu lại phủ em cái. Đấy chị bớt đi, chị thích cho chị tự bớt đi. Cầm cho bác. Bầu ngon chưa? Bye bye nha. Ờ. Bye bye à. Đi. Ô cẩn thận ngã đấy. Đi đâu mà bye bye. Ôi giời ơi, thích chưa? Thích chưa? Hả? Ở dưới dao. Đây đây đây. Đấy chị ơi. À rồi. Đấy chị. Chi. Rồi, ok chị. Đi rồi. To lắm chú Linh à. To lắm à? To. Tứ đấy. To. To. To nhiều đấy chứ. Bầu to mà còn nhiều. Thích nhỉ? Không lôi. Rồi, mình ăn quả bầu của bí đấy. Mình ở đây mình có đang nhìn còn thích nữa. Dạ, đây lấy quả này không? Ở đây là các chị. Của bí. Cái này hái như nào nhỉ? Cái này em lấy có cái kìm vặt em ạ. Có cái kìm vặt. Cầm nữa kìa. Đâu em ơi, cái kéo vặt đâu? Kéo đấy. Đây chị, đâu chị hái quả nào? Đây đây. Anh bấm cái. Đây đây em. Ôi. Khéo khéo rưới bạn nha. Ui giời. Cái này mà xào thì đúng là ăn có quả lấy quả này đây. Giật lách. Quả này luôn này. Coi rớt cái tiểu view đi nha. Hai hai anh em thử. Ôi tuyệt vời. Ôi, rớt thật đấy. Hai chú rớt xuống đây này. Thế thì các em lại mừng quá. Mướp nhỉ? Mướp. Vâng. Chị vừa nhìn thấy mướp non này kìa. Đây chị đi cứ đi cúi trong này được. Có khi đi qua này bắt mướp dễ hơn. Mướp đầu này khô rồi. Đâu có quả lo ở ngoài. À bầu hai bì. Quả nào có lông ấy. Đây quả này nhá. Chưa. Nào chị đợi nhá. Đợi nhá. Ok. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Lấy quả này chị. Quả này thôi em nhé. Vâng, lấy quả này. Quả này nấu canh bầu với tôm này. Rồi các diễn viên đi rồi. Bọn em gọi đây là bầu diễn viên. Bầu diễn viên. Có cả cái gì nhỉ? Táo ơi. Táo. Cái táo ấy. Táo Việt Nam rồi. Dạ đâu đấy, đây đây. Táo Việt Nam ấy. Ổi ấy táo ấy. Ờ táo đây này. Ờ táo đây này. Chị đã thấy như ở Việt Nam chưa? Nhầm. Sướng chưa? Sau này à? Táo đây. Sau này các chị là không cần về Việt Nam nữa là cứ Tết xuống đây, Tết với bọn em. Đây là cái khu Hồng Xiêm. Khu này là khu để cho công nhân nghỉ ngơi ăn trưa nhỉ? À khu này là khu resort là của anh Tiến. Làm đấy, để cho làm cho công nhân ăn uống ấy. Nhưng mà nghe tin là bạn hôm trước là ấy của tớ đúng không? bạn lấy mái của tớ. Tút. Mai bạn vào sửa lại cái nhà nán cho anh em đi. Cỏ. Mỗi cái hoa giấy đẹp, chả được cái gì đẹp. Cây gì hoa gì đấy nhỉ? Xem xét. Cái này là để cho anh Tiến giới thiệu đi chứ em biết anh Tiến trồng cái gì? Dâm bụt chứ ạ. Cái này hoa dâm bụt đấy. Về chỗ Tiến để quảng cáo cái gì? Ôi, xuống cấp quá rồi. Nhưng mà cái này sao sập sệ như này? Đông hôm trước lấy đây. Ừ, em tưởng anh Đông tút ra lửa bên kia. Đây à, công trình mới được có một năm thôi mà. Đây. Các bạn thấy trên video của anh Đông thiếu cỏ đúng không? Đi đâu một tầm 10 phút rồi có một đống. Mình thì quá đẹp cơ, không phải đi có như quả Tiến. Đây công trình, em giới thiệu các chị là công trình đây nè. Chủ đầu tư như chủ thầu. Mới được một năm mà hiện tại bây giờ xuống cấp quá. Đấy thì phải nâng cấp thôi nhỉ. Ờ cây đẹp hay ngày xưa. Cái dâm bụt đẹp đấy. Cái hoa giấy cái chị? Đấy. Hoa giấy chưa đấy. Hoa giấy chưa leo lên được ý. Đến đây là tất cả. Cái này cũng đi xem này. Cái này chặt cành dâm được ấy. Chặt cành dâm được mà. Cái này dâm tốt. Vâng. Cái này đi đào ấy, bạn đi qua nhà ai đào xong là vào mua. À. Mua hẳn cái cây to luôn. Ao. Chú Tiến ơi, cái công trình của chú như này nó sống như này. Cái này hôm qua hôm kia mưa đấy. Cái này mới mưa để em cho làm lại. À đúng rồi, tôi đem cây sung về tôi trồng đấy. Bữa anh bê lung tung về nhưng bây giờ chả với cái gì. Lấy chặt, bây giờ nó lấy. Có phải cây sung không anh hiểu? Cây sung đấy.
Rồng rồng cây sung. Thế để từ từ để cho dê ăn mà. Để dê vào. Đấy, thế nghe tin có được. Ôi giời ơi, trồng được cây đu đủ đây, thành cây đu đủ được rồi. Nhục chưa? Vậy tira cà rô cây đu đủ. Cao tira cà rô bao lù. Vậy, vậy tira. Thích quá. Để cho nấu ăn. Thực ra đây mát mà. Vâng, ở đây thời tiết mát. Không, nhưng mà mình đi ra ngoài kiểu nắng ấy là nóng. Còn đứng ở trong bóng cây ấy là mát. Ở trong nhà cũng thế mà mát. Dễ chịu. Mét đây đi. Dạ, tê ra o cà đô mà sô mà. Tê ra. Dạ. Vâng, cứ cho mỗi người một chai. Vai, 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 tê ra sô dạ. Để bà ga sô dạ. Đây. Rồi, mỗi người một chai ung mà, ung mà, ung bê ung cà đô. Ung mà. Để bà ga. Để bà ga, để bà ga, để bà ga. Chị cứ để cho từ lấy chị ạ. Từ lấy chứ không cần phát đâu. Sai. Bao nhiêu công nhân em? Đấy người làm. 4 đến mấy người, nhưng mà có ngày đi đủ không ngày không? Ừ, mét tới cao độ bao lâu các bạn này? Úi giời ơi. Tách hai đàn. Đàn này đàn nhỏ. Đây đàn này đàn cù. Đàn cù. Đây đàn mới đến kia. Đàn mới đến kia, đang về. Cả bò nữa. Cho bò ra ngoài đi anh ơi. Cho bò ra khu vực này này. Cho bò ra khu vực này. Hay là giờ cho ra đây cả. Vâng, cứ cho bò về dê ra đây cả đi. Khiếp béo nhờ. Con nào con đấy nhờ. Mít mít luôn. Đàn trên kia mới nhiều. Thích chưa? Đấy. Đàn nó đang về kia đấy nhờ. Ta lại ao tí nhỉ? Tí là bò dê, tí là ta ấy nhỉ? Ôi giời, ao... Ao đây cá... Muôn tù luôn. Thế chỉ có ăn cá không? Ờ, có lưới đâu nhỉ? Chỉ mà lưới ấy. Lấy lưới đi. Ta hay là ta hôm nay ta vớt luôn nhỉ? Cá rô phi này, cá kiểu... Chép, trắng đen. Cá coi. Đây, cá coi cực nhiều luôn. Ui giời. Ôi sao nước đục như này nhỉ? Mưa. Chấm đen, chấm cỏ. Mưa rồi. Cá này, bèo này. Chẳng nước à? Sắp tới này chúng em nuôi cá mập nữa. Cá mập. Nay chẳng nước anh. Nước cạn này này. Nước cạn. Ô sao không có con cá đâu nhỉ? Sáng. Cá coi đâu nhỉ? Mưa, nó bình thường là nó trong lắm, trong là bọn em là nước ở đây nhìn thấy đáy á. Đầu kia. Mới mưa. Đây có mới tinh đào đấy xem nhỉ. Mới đào. Thế cá coi đâu hết rồi nhỉ? Cá coi của anh Vương ấy. Gần 100 con. Thế này luôn. Mà không biết ở đâu rồi. Nó đục nước em. Vâng, nước đục chắc là không nhìn. Mình không nhìn thấy. Ở đây chị nghĩ trồng xoài cũng thích lắm ấy. Xoài. Xoài đây nhiều ạ. Lôi con. Xoài ở đây thì... Xoài ở đây thì... Lôi con giới thiệu cho bác cây này là cây gì? Cây này... Cây gì? Nô mình. Cây gì ấy? Bao. Bao. Ờ thì cây này. Cây là bao này. Bao. Rau lang này mình. Rau lang đúng không? Rau lang. Vâng, phải làm. Rau lang tốt nhiều chưa? Hả? Ui, cá cũng lên rồi. Mưa nó đục em. Vâng. Mưa nó đục nữa. Nhiều lắm. Mùa này mùa sinh sản mà. Mùa sinh sản. Cái này tầm 6-7 tháng là đầy, nhiều lắm. Cái này sao đổ bê tông hết. Hay là mua ngói về lớp. Đây đây, cá đấy, cá coi đây. Đấy, lên hết đây. Đấy, vẫn bị tốc như thế. Mưa đục quá. Chứ không bình thường nước trong đẹp lắm. Cá lên nhiều lắm. Đây ngô thì nhiều, ngô thì bọn em đang trồng bên kia, bên dưới này, dưới kia. Quá rộng luôn em ạ. Ngô đầy đủ hết các hệ thống vườn ao chuồng hết. Mấy chục hecta ngô ấy. VAC đấy. VAC đấy. Vâng. Lợn nhiều không em? Lợn là lợn chưa có chị ạ. À, vậy thì chỉ nuôi lợn thôi. Lợn thứ nhất là nó cũng khó nuôi, lợn gà dịch bệnh. Ừ, nuôi tầm chục
chục con thì bình thường, nhưng mà đã nuôi 200-300 con rồi là một khi mà nó dịch ấy là nó đi hết. Đấy, bên đấy là ngô, ngô hết. Đấy. Ngô nhiều lắm. Dọc ngô đây đấy, xa tít đến tận suối kia, hai bên này đều. Ở chỗ kia là có suối. Vâng. Suối. Suối hết. Suối bãi xa kia là suối. Quanh vùng này dưới kia là suối. Tên này cũng là suối. Bao quanh nước. Cái mảnh đất này là hôm ấy vào đây là hoang luôn đấy. Đất hoang đấy, đất hoang, đất rừng đấy. Đất rừng đấy. Khai thác cày rồi các kiểu. Bác ơi, bác xa ơi. Đây số lượng dê với bò. Nhưng mà chỉ có thích ăn thịt cừu không? Cừu á? Vâng. Thế thì bắt cho con này à? Bắt con. Bắt con cừu. Đây, đây là dê, bò, cừu. Rồi. Dạ. Vâng. Hôm nào xuống cho chị ấy xuống đây chơi. Lúc nào vâng. Có thời gian rảnh xuống đây chơi. Ở trên đấy xuống sớm một hôm đi. Vâng. Bọn em ở đây là chỉ có dê, bò, tình cảm. Rau, đấy, mua thế thôi. Tiền bạc thì không có. Đang chia ra hai đàn. Tại vì đàn này là đàn mới. Đàn mới về. Vâng, nên là mình phải tách hai đàn này ra. Vậy là nó cũng không bao giờ nó gần nhau. Vâng, không. Nó lê bệnh nhau ấy. Chưa biết con nào bị bệnh trong này. Tại vì bệnh con đàn dàn kia là đàn cũ. Đàn cũ. Vâng. Đàn mới nên là trong trình nhìn nó nhiều con to hơn cũ nhỉ. Vâng. Đàn cũ là nhiều dê con nữa đẻ con, đẻ nhiều. Đẻ. Lôi ơi. Thì đàn này mới về được. Còn bò thì 38 con này. Bò này nó đẻ em ạ. Sau lúc nó đẻ ra nhanh lắm. Vâng. Đấy, thích chưa? Quá tuyệt vời. Dê béo, dê đi béo. Nó căn bản nó sẵn đồ ăn em ạ. Vâng. Hai bác cháu mình đến bắt con dê này. Dạ. Để con này nó dàn này. Cũng còn mới mà nó cũng rất là bạo đấy. Bạo. Anh Tiến sang thì không biết là dê với cừu thất lạc không. Em sang thỉnh thoảng đứa em đi chăn bò, chăn dê là toàn bị dê toàn là lạc đường có về đâu. Toàn báo chạy mất một con. Chạy mất một con. Một tuần là chạy mất một con. Trung bình một tuần là đi lạc đường một con. Thế thì hao nhanh lắm, cũng được, chú Tiến không được ở đây được. Thích chưa, béo chưa này? Cái này đàn mới về, đang gầy lắm. Tầm một. Đàn kia trong lúc nào nick nó chạy. Dê bên kia là dê cỏ. Cứ con nào mà lúc này dê lai mạnh. Dê lai này nó to. Nhưng mà hiện tại là lứa này mới về nên là chưa được chăm sóc. Tầm tháng nữa là nó béo tròn hết. Cái mùa mưa này cỏ nó nhiều. Vâng. Cỏ nhiều nó ăn thôi. Thích chưa? Lôi với thích không? Con gì đây Lôi? Dê với cừu ở đây là cũng có menu chứ. À. Sáng ăn cỏ đưa về ăn ăn gì anh nhỉ? À, ăn chuối. Chuối, ngô. Rau khoái. À, muối các kiểu chế như này mình ăn dê thịt dê chế độ dinh dưỡng như trong ngày là có hết đấy. Và dê ở với các chú sướng như này. Rồi ở bên kia thì có vịt với là ấy ngan vịt ôi để đi gom để em đi gom ít đồ rồi em bỏ trong cái khay ấy. Rồi, hai chị mang về tỉnh ăn dần. Ok. Dạ. Ơ chị phải để vào thăm vịt đấy chứ. Không mấy con vịt nó buồn. Mai nó lại vịt ngan. Mai lại bảo anh thế là các ông dẫn các chị đi thăm dê thăm bò mà các tôi ngồi chồm chồm ở đây mà lại không thăm tôi. Vãi. Ui. Cao quá. Đấy các chị để ý đấy. Đấy là cả ngày đi ăn. Cái giò này là không bệnh tật đúng không? Đợt này phân trồng cho nông nghiệp là bùi luôn, quá nhiều luôn. Mai kia, quay video à?
Quay video. Biết ạ. Hả? Vào phân thì vui, thế mai kia vào kiếm ít phân. Ờ. Ê, bạn thấy cái hồng lý không? Hách ít phân. Hách ít phân. Chỉ tối ở lại ấy nữa thì đánh tiết canh vịt ngan. Đâu? Đi vòng đây đây. À, đi vòng đây à? Đấy bữa ngắn lại để mà thả vịt thôi. Đây, chỗ này là chuồng vịt đây à? Dạ không. Còn trên đây là... Chuồng dê. Đây là sân chơi của dê. Vâng. Thế dẫn anh em mình đi đi vòng ấy. Vòng vòng ấy. Cuốn này. Tôi có phải dê đâu mà ông Thế dẫn tôi đi vòng vòng đấy. Cho video giải là tí. Video giải là tí. Làng lên phải đi thăng. Ừ. Nhưng mà bây giờ đi vòng. Bữa vịt mới về chứ còn chỗ thả thanh nam hình gắn lại chỗ đó. Thời lượng video cũng có hạn nữa, ông dẫn làm sao cái nỗi nào đi tàn tát đi. Ê ơi, có đi qua không? Để bước trèo đây. Ôi giời, lại chạy qua đây à? Ôi. Ôi, đứng ngoài này nhìn thôi. Đứng ngoài này nhìn thôi. Ê. Anh đuổi hết ra đây. Khách du lịch thì đứng ở ngoài thôi. À, đúng rồi. À, cứ cho diễn viên đây là được. Quay con. Quay con về đấy nhỉ. Béo nhà em nhỉ. Ui, lời chết trong lời nhỉ. Đánh tiết canh nhỉ. Nói ơi. Tôi để vịt ra đây. Trong ngã nhá. Đi cẩn thận. Trong ngã. Ờ, con gì đấy? Con vịt. Đúng rồi, con vịt. Con vịt. Đấy, đấy, đấy. Thích chưa kìa? Chưa, thích. Toàn nhau đấy. Chị thấy thích chưa kìa? Ui dạy kìa. Vật theo ngã rồi à? Một đứa vật nhau rồi. Ôi, mấy đứa đứng xem. Vịt ở đây không có ý tứ gì cả. Khách khứa đến thì. Xúc đuổi nhau đạm mai. Ôi dồi, ngàn béo, béo nốt nít kìa đi kìa. Ở đây nó đủ nước này, đủ đồ ăn em này. Béo. Ngày nuôi xong thịt ăn thì chẳng ngon. Ờ. Ở đây cứ khách đến là thịt mà. Đấy, thích chưa? Ở đây như này ai muốn về Việt Nam là đúng vậy. Các chị tối này ở đây hôm này để bọn em ăn miếng thịt vịt đi. Nhá. Quay, vịt quay. Đây. Không có khách thì bọn em không dám ăn. không ở đây bọn em cũng có thịt vịt ăn kìa. Đấy. Hai chị nhá. Cố gắng lên đây. Coi như các chị bớt chút một ngày nữa đi. Đây này, nó ra trước mặt bàn nó đạp máy đây này. Mất dậy chưa này. Được, nhưng các chú quan trọng chú có sắp xếp được thời gian không? Đấy, ví dụ Tiến. Vịt đấy hôm qua. Dạ. Là chú Tiến lúc nào chả có thời gian. Thì nếu mà chị công việc của chị nào em thì thoải mái mà em thời gian vô biên mà. Thế thì thịt luôn. Hả? Quần áo ra đây mua. Sách hai... hai con về. Quần áo của tem quá mà chị. Ờ, chị nhà quần... bán quần áo mà. Nhà bán quần áo mà. Đâu, ok, quần áo đấy là bọn em bán cả nam nữ luôn. Áo nữ mà. Áo nữ nam mang được mà. Chồng Ngàn thích chưa kìa. Quần đùi cũng ngon luôn. Áo ngon đầy đủ. Đang về thêm đấy. Trời ơi. Ngàn đang về thêm đấy. Ngàn đang về thêm mấy trăm con đấy. Ôi, mấy trăm con Ngàn đấy. Đang về thêm đấy. Ở luôn ra về đấy. Ngàn thịt béo múc má múc bíp. Cái con nào vừa đạp mái lên thịt con đấy đi. Hả? Anh thấy thì sáng cứ đi lùa thôi. Cứ đi, đi lùa. Cả ngan cả vịt. Lùa ngan vịt dê. Cứ lùa. Thế chưa? Có chồng lôi cả. Lôi cả. Đấy, thích chưa? Anh dự tính là cho nó kín phần này luôn. Ừ. Vịt với ngan là cho kín phần này. Ở huấn luyện lại, dạy lại đám vịt gà này. Có khách khứa phải chạy ra. Trình diện chào hỏi. Chào ăn nó ơi. Ăn nó đi ngủ. Chưa? Thôi đi về để lôi ở đây nhá. Thôi lôi chân vịt nhá. Lôi chân vịt nhá. Buồn lắm, ông nghe thấy là... À, không cần, chào lên. Nào bọc. Môi tụi bệnh. Đẹp rồi, đám ngăn đẹp thật. Ôi giời ơi. Đẹp đẹp. Ôi ôi. Ta chắc là di chuyển lên anh Đông nhỉ? Đi. Lên di chuyển anh Đông đi. Đi. À đây là để hái kia. Linh đi không? Hả? Có đi không? Em ở đây quay chứ. Ở quay à? Vào đây chơi. À không thì vào đây chơi. Vào đây chơi. Tí là thỏ về đây mà. Tí là mấy trăm con thỏ về đây mà. À, tí thỏ về đây vào. Thỏ vào quay đây. Thì tí quay ra lấy sau. Lấy đồ xong. À vâng vâng em đi mà. Ừ. Không ơi, anh hái đi. Hái đi xong rồi chuyển ra cái đầu góc cái đầu kia đi vào trong đấy luôn.